Phong tục lạ trong đám cưới ở Vĩnh Phúc khiến cô dâu ngơ ngác. Khoảnh khắc cô dâu ngơ ngác nhìn các bà, các chị đặt tiền vào chiếc mâm khiến nhiều người tò mò, đang viral trên mạng xã hội. Cụ thể, giữa đám cưới, khách mời lần lượt đặt tiền vào một chiếc mâm. Những tờ tiền có mệnh giá khác nhau được đặt trực tiếp, chứ không bỏ vào phong bì như thường lệ. Cô dâu ngồi nhìn hành động này với vẻ mặt ngơ ngác, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Video này đã thu hút 4,7 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Cũng như cô dâu, nhiều người xem video không hiểu ý nghĩa phía sau hành động đặc biệt này. Theo tìm hiểu, cô dâu trong clip là Trần Thị Thanh Vân, sinh năm 2K3, nhà chồng Thanh Vân ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đám cưới diễn ra vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Thanh Vân cho hay, số tiền mọi người đặt trên chiếc mâm được gọi là tiền mừng dâu do họ hàng làng xóm bên nhà trai trao tặng. Đây không liên quan đến tiền mừng phong bì khi đi ăn cỗ, vì nó là món quà đặc biệt dành riêng cho cô dâu và được cô dâu nắm giữ. Thanh Vân chia sẻ, đây được xem là hình thức nhận dâu làng. Sau khi thắp hương ra tiên, mẹ chồng mình và các bác đặt tiền vào mâm, bảo cho dâu tiền mua nón. Sau đó phụ nữ trong làng lần lượt bỏ tiền vào đó. Mình đã biết trước việc này nhưng vẫn bất ngờ vì quá đông người đến tặng. Cô dâu Thanh Vân cũng cho biết thêm, sau khi thủ tục tặng tiền mừng dâu kết thúc, đại diện nhà trai, nhà gái đã đứng ra kiểm kê số tiền và trao tận tay cô dâu. Tổng số tiền Vân nhận được là hơn 10 triệu đồng. Cô cảm thấy rất vui khi nhận được món quà cưới đặc biệt và ý nghĩa này. Được của nó đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thắm TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.